rửa cái đàn người ta cho của tôi à? Hả? Tôi đưa cây đàn cho ông thiệt mà. Coi nè. Mẹ nè. Làm đâu? Tôi có biết đâu, tôi đưa cây thiệt cái đàn cho ông rồi tôi mới đi mua đồ cho mua cháo cho bệnh ăn mà. Hả? Trời cái đàn gì kìa, tôi đưa cái đàn thiệt cho ông rốt ra. Vậy là có ma quỷ gì vậy? Nói sao cái này? Hồi nãy ông về ông thấy cái đường đó không? Thấy tôi vắt đi mà. Vắt đi sao kỳ vậy? Mà làm tôi mất mặt mấy thằng bạn đó, tôi đang nói mà có cây đàn ra mấy thằng bạn nó cười cúi đầu rồi mình. Ủa không kệ ông chứ tôi đây cái đường thực cho ông mà. Ông cũng về đó nó cười nè. Ông lại mà ham nữa. Tôi chưa chữa ông may lắm mà đó. Đi ăn nhậu về còn đang mắng vốn nè. Cái xách cái đường đi về lại đó cái đường về dạ. Không phải là bà ai làm? Mẹ ông đang nhậu về tôi chưa chữa ông đó ông chữa tôi hả? Mới làm tôi mất. Ê nó khùng, nó hỏi rồi mày. Khùng như chó trời. Nghe phơi khùng ghê ta. Alo, không còn hả? Hãy thầy chào mày xuống đây nè. Xuống đây nhậu nè. Nhậu xong mới đi ôm nữa. Nhậu xong mới đi ôm nữa. Nha, xuống điền nha. Rồi ok. Xuống ngay nha, mau nha. Rồi, không nói nhiều nữa nha, vậy được rồi. Nha. Mẹ mày hai thầy trò mày chết cho tao. Mới của mày hả? Mày cho anh tao hả? 2000 years later. Tắt. Rồi, tới công chuyện này. Đi sớm vậy, trời ơi. Làm mồi chưa? Làm mồi xong rồi tao đang chờ tụi mày xuống nhậu đó. Ủa sao má con đây vậy? Đi lượm đi chai nó bỏ bà xuống đây hồi lượm đi chai rồi. Dạ đi. Rồi. Bà Tám đâu không Tám? Không biết nếu bà ở ngoài vườn á, bà vô liền bây giờ nè. Đi nhậu rồi triển khai đi. Xong rồi đây mình ngồi màn hết trơn kìa. Để cho bà bỏ vô bà dọn bàn cho. Tụi bà lề mề thiệt chứ. Điện từ nãy giờ tao chuẩn bị đi. Bà chuẩn bị vô nè tao kêu bà. Tám ơi, vô đi, vô làm dọn mồi ra đi cho tụi nó nhậu nè. Có mồi gì vậy? Đây làm gà làm con phạ nữa. Ở đây cũng có hồn hay gì. Đang bằng con gà luộc ở trong đó á, cũng lờ mày. Nó bằng gà luộc á. Có không? Dạ. Sáng nay bằng gà luộc làm gỏi á. Bữa nay cũng có hồn gì vậy? Không có buồn hả? Mày mày quay sao rồi? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cho anh tôi ha, cây đòn nè. Ông Tám lấy cái đơn ra đi. Đơn gì ai biết cái đơn gì chứ? Tại vì ông Tám chửi cả đêm luôn. Cái gì? Mời ngủ được. Ông Tám mời xuống nhậu nha. Ông Tám mời xuống nhậu có cái đơn kìa. Ông có cái đơn con Tám à? Ai làm? Ai làm? Để bà nói xong nè. Ai làm cái đơn này? Tôi biết đâu. Thầy Bảy, một là thầy Bảy, hai là Thịnh Gồm. Cái này cây xớp mà. Cái này gì cây đờn. Tôi lấy ra cho ông Tám, ông Tám kêu tôi là lấy cây đờn đi cho ổng bạn bè ăn nhậu. Ủa mà cái này ai làm cũng đẹp dữ ta. Làm bộ nữa. Cái gì vậy? Cái này làm bộ nè. Ông thấy ông đó làm bộ nè. Dạ. Ai làm thấy đẹp không? Mà chính thức bữa đó bà thấy hai thầy trò nó xuống đây không? Bữa ngày đó hai thằng trò nó xuống đây nó kiếm ông nhậu. Nó nói là có khách biết ông Tám đi đâu rồi, có khách biết. Thế là tôi bỏ cái đần đây cái tôi đi đạp xe đạp đi mua cháo, cháo gói về. Bỏ đi. Nghe có cái đần mà cũng không. Alo. Ông Tám hả? Cái đần tôi bỏ cái ghế ở đây nè. Về nhà lấy nha. Nghe không? Bỏ cái tôi công chuyện á. Sai hoài, ăn nhậu không biết về lấy. Tối ngày đi nhậu. Nghe không? Tôi đi công chuyện á, tôi đi mua nồi này kia á, nấu cháo cho thằng bệnh ăn. Nhậu hoài ghét đi. Về tự lấy đi. Mệt ghê á. Ăn nhậu suốt ngày. Tối ngày đang nhậu không có hả? Rồi, tới công chuyện này. Bây giờ lấy cái đờn gì ra đi. Đập hả? Không, hay là nhét đáy nữa, gạch ra. Bây giờ mày lấy cái đờn này ra. Tao lấy tấm mối tao cắt một cái đờn y chang về cho ổng. Rồi ổng qua bển ổng đờn người ta nghe. Mày lấy này ra đi, thèm mối kìa, lấy đi. Con gì? Không. cũng thiệt chứ. Cơ nhờ tí lại còn gì đâu, không nhờ được cái gì hết. Nhưng mà cái đàn nó đi dùm mà không chịu chẳng gì đâu thầy, bộ gì đâu á. Thế là tôi bỏ cái đần đây, cái tôi đi đạp xe đạp đi mua cháo, cháo gói về. Cái ông lấy cái đần đi, phải không? Đúng. Về là cái đần ấy vậy hả? Cái xúc này trong cái hộp này tôi ăn quyết gì nha. Hả? Tự nhiên kêu tự nhiên cái cây đần nó biến thành nó vậy. Mấy thằng bạn nó cười thúi đầu rồi. Ông Tám tôi đang có cây đòn mới, mấy thằng bạn nó tặng cho, có người tặng cho. Qua cái mốt vàng cái bạn nó giật nó coi, trời ơi già mà ham cái cây đàn này của mày còn như vậy hả? Đủ cười quê một cái nước luôn. Cái này có là thượng gồm không ai hết trơn, hết thượng gồm bạc là ông Bảy thôi. Bây giờ thấy cái chữ già mà ham mình nó mắc cười thôi. Ủa? Ai viết? Chứ còn ai viết? Ai biết trời. Cái này không có chạy nha. Ai biết chuyện gì vậy? Ông Tám ông Bảy là bữa đó hai cậu cháu tới tìm ông Tám mà không có ông Tám hai cậu cháu về. Còn cái chuyện đàn bà đàn ông gì đó ai mà biết. Mà ông thầy Bảy với ông Thận Gồm đã cười nó trời, thấy ông chắc là nói làm rồi đó. Em thấy cái chữ già mà ham mắc cười kìa. Thấy chưa? Ông Tám mà tôi nói cho ông nghe, cái đường này chữ này nó cũng nghi rồi. Ông em nó đã tôi nói cây đường tôi đẻ ở đây. Thận Gồm với ông thầy Bảy tới ha, không có ai tới nhà mình đâu. Đó là tôi mới đi mua cháo gói, là ông về ông xách cây đần đi về, ông khui ra cho bạn bè ông thấy phải không? Đúng rồi đó, chính tội là hai thằng này chứ không có thằng nào hết. Chị có thấy em làm không? Xong rồi. Không thấy làm, nhưng mà thấy cái cây đần như vậy, ai mà làm cây đần như vậy ai biết gì đâu. Cái này không biết chứ còn hai con cháu mình xuống ra cái đần nó của họ ba chửi má quá trời luôn nè. Này canh có mình bà già nhà là làm gì hả? Có mình bà già nhà hai mày vô làm gì mấy cậu bà vô làm gì? 2 giờ 40 phút ngày 13 tháng 5 năm 2023, căn nhà ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp hai vị khách không mời. Lúc bà Tám đây là tao với nó đi về nha, tao nó không có ở đây nữa nha. Không lẽ cái đường nó biến vậy? Gu của cậu Bảy là gu cậu Bảy tôi là không có già cả bà Tám đâu nha, đừng nói về xúc phạm cậu Bảy tôi nha. Cái kiểu này hả? Cái kiểu này có ông thầy Bảy, ông Thượng Gồm nó làm nó cho anh mình ba. Nó còn làm 4 giây đây nữa nè. Xin lão bệnh tử nữa mà coi như muốn là cầu tôi chết hồi trước rồi chơi cái gì mở cửa mã nữa, là một cái thang nữa rồi rồi tới lần này lần thứ 2 nữa rồi. Đó, tụi mày cũng tới lần thứ 3 nữa không? Già mà ham. Cái chuyện này là con biết cái ngoài ghi luôn, chỗ này là thầy Bảy ghi, không ai ghi hết trơn. Thầy Bảy gì? Cái thằng quỷ này kêu ghi Yamaha đi, ghi già mà ham vô. Bà Hoài cho con biết là anh em bây giờ nó sống sao bà Hoài? Anh em con nghĩa sao? Thằng quỷ này kêu ghi Yamaha đi, ghi già mà ham vô. Đó anh sống rồi. Ông mày rồi. Chỉ có hai cậu cháu này làm tao biết mà. Đó. Cái chữ này ai ghê hả? Mày không á. Ai kêu nói tôi giết này? Tám. Tao kêu ghi Yamaha đi. Nói không biết gì xảy ra đi. Chụp nó lông lông. Canh có tao với ông Bảy không? Cái gì vậy cha? Cái gì mà ốm sầm vậy trời? Chị. Em kể chị nghe. Đây nè. Ông Tám đi nhậu, ông kêu em đem cây đường ra. Bỏ đây, cái hai thằng trò nó lại đây. Nó thấy em bỏ cái đường ra, cái nó cho anh cái đường này. Nó đưa cái đường này cho ông Tám, ông Tám đi ra bạn bè hả? Ăn nhậu xong bạn bè hả? Cười ổng. Cái ông về ông Tám về chửi em. Nói à. Nếu mà chị nói cái chữ này em ghi là em không công nhận, cái này là nó ghi nè. Đó thấy không? Chị nói chị thấy tôi nghe chưa? Hai thầy trò mày không? Ông ăn cái gì mà ông khuôn dưới vậy? Tại bà Tám nói tao khỉ cả. Bà nói vậy cái đi khai cho tôi ra rồi, khai thầy trò đừng lộ vậy luôn. Sao màu là mẹ ghi rồi, mày xuống đi phá rồi. Đó thấy chưa? Vậy trong cái vậy. Đó bà hai cũng nói sáng sớm là ghi rồi. Sáng sớm có phá nhà bà Tám đâu. Sáng sớm phá nhà bà Tư kẹo, phá nhà bà Tám đâu. Rồi, ghê chưa? Sao mày ngu thế hả? Đó, sao mày phá hoài vậy? Bộ mày ngày nào người ta không chửi không quýnh mày là mày chịu không nổi, sao mày chết cái vậy? Mày có nghe câu không? Không sợ đồng đội ngu, bịt mạnh mà sợ đồng đội ngu. Đó, ngu. Nói rồi, cuộc đời nè, không sợ địch mạnh, không sợ địch đông, chỉ sợ đồng đội ngu. Chỉ sợ địch thúi thôi. Ông thầy gì? Ông nói cái này là chuyện tâm linh đi. Bây giờ khỏi chạy mà phải thẳng rồi đó. Nếu mà phải bà Tám nói chữ này trong hai thằng mày thằng nào viết á thì tao không nói. Bà cứ đổi thừa tao không, sao bà không nói này đi? Không. Bà gài mà ông còn trả lời nữa. Bây giờ viết còn ai vậy? Nói viết nó cứ nói em không á. Sao mày kẹo chứ vậy? Ông Tám giữa tôi nè, cả đêm luôn nè. Không ngủ được nè. Báo hoài sao suốt ngày nó phái vậy? Nó chặt nó vậy trời. Tức nó chuyện ông Tám chuyện tay biến luôn á chị. Tức là vợ chồng người ta xạo xáo không à. Người ta thấy ông bà Tám người ta giọng nằm luôn. Đuổi ra giọng nằm luôn, ông chửi cả đêm luôn, ông đã làm mất mặt bạn bè này nọ này kia cây đờn. Chính tôi hai thằng này. Tôi đang nói mới có người biếu cho cây đờn nó tưởng tao mày tiền đó mà mua cây đờn mà khoe cái ai người đem cái này đi mấy ông bạn nó cười thúi đầu luôn. Trời trời, cái nào đâu rồi? Thấy ông làm mất mặt ông Tám nè. Đâu thấy đâu, thấy cái túi thôi à. Thấy cái túi với cái đó. Cái này nè. Coi đờn mất mặt thì lâu lâu mình coi như mình giải trí với bạn bè, mình tạo một cái tiếng cười bạn bè thôi. Có đâu mà mất mặt đâu. Cái đờn 6 cây mà hai con cháu là 4 cây à dì hai. 4 cây ý nghĩa là sinh lão bệnh tự, ý là trù 3 con đờn xong là đi đầu thai luôn á. Thấy không ghê chưa? Chứ nói ra tụi nó nhà cửa mạ cái thai luôn. Lần này lần thứ 2 rồi. Người ta cái đợt sao 6 cây mà 4 cây à. Mày sớm nãy đi nào. Bây giờ nói đầu đuôi như thế nào đây? Ê là chỉ là ghẹo cho vui thôi chứ. Bây giờ để em nói đầu đuôi gì dám nghe nè. Khúc đầu á là cái khúc mới bắt đầu, khúc đuôi là lúc kết khúc phim đó. Em kể gì nghe vậy đó. Cái gì? Cái đọc hoài người ta quýnh người đập cái bẹ mà đi. Em nói đầu đuôi gì nghe. Cái khúc đầu là khúc mới bắt đầu câu chuyện, khúc đuôi là kết thúc câu chuyện đó. Là khúc giữa đâu? Là bây giờ bỏ qua luôn. Chị dám hỏi kể đầu đuôi, kể đầu đuôi. Trời kể khúc giữa đi. Kể khúc giữa đây xong kể khúc giữa. Khúc giữa là. Khúc giữa lấy cái đường vẽ như thế nào á nói đi. Khúc giữa là ông Tám đập vỡ cái đàn xong. Ông Tám đập vỡ cái đàn xong. Thấy không? Nó tức chết ông Tám mặc kệ nó nam đập vỡ cái đàn, ông cầm cái đàn ông đập á, ông tức tôi đập cái đàn. Nó cũng biết là xong rồi thấy. Ủa sao? Sao mà không hay được? Bảy ông gìn mà không thấy được gì. Bảy ông gìn mà không thấy được gì. Ôi chứ thằng con cháu này là con ai thằng trò nó chưa về. Mày nói gì vậy? Ai chưa đang khai vô ra cái vụ giết cái đây chị. Khai thì coi chết thì cho chục đừng nói bắt mình thôi. Ghê chưa ông Tám ơi, ghê chưa? Nó vậy chứ tụi nó còn ở đây nữa, có thời gian. Còn ở đây, nó rình mình nè, còn rình mình hai người chạy lộn nè. Mày ngu thế này luôn. Đó, hai thằng này tốt quá. Mày nói rồi thôi mình nhận tội của mình luôn đi. Trời. Ông là ông còn lấy cái mền của bà Phương Ế quấn cái đàn dục mày kia kìa. Ở đâu? Đây. Hèn gì tốn qua tao lặn khí mẹ cái mền của ra. Lấy cái mền quấn cái đàn dục kia kìa. Đâu đó chị ơi. Ra đó đi. Hèn gì? Trời ơi. Chứ nãy ai khai tương gian cái đó dạ bà không. Ông nói giờ khai hết luôn đi. Nè, tối qua tao lạnh thấy mẹ cái mền không ra. Tao tưởng ăn trộm mà có cái mền của tao. Ở đâu? Để cái lạnh của tôi đâu? Đó, tao đó lụm ra. Ai ngờ con cháu đang có cái mền của tao. Dạ đó đi. Đó. Chết mẹ rồi. Trời ơi, nó phở cái mền của tôi. Trời ơi. Má, hai con cháu này mà nổi da. Không mưa chết mẹ rồi. Trời ơi, cái mền của con. Người ta kỹ người ta quấn cái mền cho nó đỡ hư cái đòn nói nữa. Làm tối qua tao lạnh thấy mẹ tao luôn. Người ta sợ cái đầu đó, chị hư người ta quấn cái mền cho còn chửi nữa. Ông Tám đem cái đường dây để chồng hả? Trời ơi, cái mền của tao đúng là pháp thiệt chứ. Phá gì em bảo quản cho coi nguyên rồi có không? Còn cái quần của tao đâu? Cái quần của tôi. Còn cái quần của tao đâu? Cái quần của tôi. Chưa có cái gì? Ai lấy cái quần? Không phải lại ra cậu. Trả cái quần cho con. Cậu, trả cái quần cho con. Tao không biết quần gì nha. Cái quần chơi chung với cái mền á. Cái quần chơi con đặt cái mền, đặt cái quần nữa. Đặt bộ đồ mắc cái quần có cái áo à, còn cái quần đâu? Ôi bộ tao vô tao lấy cái mền của mày rồi bộ tối mày ngủ mày không mặc quần hay sao? Không nguyên khoai bộ đồ này nè giờ mất cái quần cái áo không có cái quần đâu rồi. Cậu trả cái quần cho con. Cậu biến thái rồi thôi lấy quần con làm gì? Cậu trả cái quần cho con đi. Trời ơi trời có cái áo không có cái quần. Cậu lấy cái quần đó làm cái gì? Lấy quần làm gì vậy? Cậu biến thái vừa thì lấy quần làm gì? Trời ơi cái mền thôi ai lấy quần làm gì? Trời vậy cái mền. Cái quần đâu rồi? Cái mền con phơi trong bộ đồ vậy con mắc cái quần này còn cái áo cái quần đâu? Cái quần đâu? Không phải, cái nào có liên quan con mắc cái quần này. Nếu mà mày nói mắc cái quần thì mày cởi quần mày ra đưa đây. Trời ơi trời. Cái vụ này cũng hay đủ lấy cái quần con chắc luôn không ai lấy hết trơn á. Đâu lấy quần mày mà. Cậu lấy cái mền đúng không? Cậu lấy cái mền thôi. Lấy cái mền lấy cái quần của con rồi. Sao mày không hỏi kia mà hỏi tao hoài vậy? Mày có lấy cái quần của tao không? Nó không im nữa, cậu lấy là cậu lấy á. Tao không lấy quần cho con liền. Trời ơi, cái quần cũng lấy đó. Sao mày không hỏi nó, mày cái đề đâu hỏi tao. Thôi im là thầy Bảy rồi. Thời gian gần đây thì mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ăn trộm đầu lót của phụ nữ. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những đoạn clip ghi lại hành vi này. Nhiều người vẫn thắc mắc là không biết động cơ của các đối tượng này là gì. Nó là hành động bộc phát nhất thời hay là một dạng bệnh lý? Hai con cháu lấy luôn. Cháu đậu lấy quần lắm vậy? Không mà lấy quần lắm gì? Tao lấy quần, lấy về đổi đầu mày vậy? Coi, lấy cho cậu mà. Trời ơi trời, cái quần tao mày lấy chi vậy? Mày lấy khùng. Lấy quần lắm gì vậy? Thôi cái quần của tao nè. Lấy gì lấy đưa tay làm sao mày khùng, mày lấy cái quần của cái phụ nữ làm gì vậy? Nè, cái quần với cái áo nè. Nè, một cái đây, cái con này ở đây. Lấy cho cậu Bảy. Trời ơi, cậu Bảy làm gì? Cậu làm gì? Lấy chung ăn hả? Lấy làm gì? Nắm đổ hay gì? Rảnh quá. Cái thằng này nè, đổ thừa quá, đổ một đòn đổ lại sao? Ê, chứ con mày mày biến thái hả? Mày lấy quần tao làm gì vậy? Thằng quỷ. Không phải, em lấy cho cậu Bảy mà. Trời ơi, mô Phật cả cái quần. Ai kêu? Lấy cái quần. Cậu Bảy kêu. Trời ơi trời. Cái quần cô gái người ta phơi cho đó mà lấy cái quần lẫm gì ta ơi, trời trời mô Phật. Tao kêu tao lấy có cái mền không mà mày lén mày lấy quần hồi nào vậy? Hay vậy? Thời gian gần đây thì mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ăn trộm đầu lót của phụ nữ. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những đoạn clip ghi lại hành vi này. Nhiều người vẫn thắc mắc là không biết động cơ của các đối tượng này là gì. Nó là hành động bộc phát nhất thời hay là một dạng bệnh lý? Cậu lấy cái hành, cậu quay lưng đi. Con suy nghĩ là tại cậu đang cần cái quần này, con lấy quay lại lấy quần. Trời ơi, cậu bỏ cậu không có bán chip lên con mắt luôn á. Cậu Bảy cần cái quần chị Vương con mới lấy thôi. Cứ ép con kia bị con bị bệnh, con bệnh đâu. Chị con đánh nó phải nó để mất bó gì, quần tao làm cái gì? Mày khùng cái gì? Mày lấy thì mày chồng lên đầu mày luôn đi, đừng đổi thừa tao. Trời, cái bằng cậu Bảy cần cái quần của chị. Mất bó gì, không cần cái quần của tao, khùng hả? Ôi chưa. Mỗi ngày cậu Bảy cứ kêu à, lột cái quần mày ra đi, lột cái quần mày ra đi. Thì bây giờ khỏi lột lấy cái quần nè, rồi gì nữa? Lột cái quần mày ra đi, lột cái quần mày ra đi. Thì bây giờ khỏi lột lấy cái quần nè, rồi gì nữa? Lấy cho rồi thôi, chơi gì bị bệnh đó. Trời là trời, cái quần này sẵn không tiền tao tưng thuốc à, mà đem đi lấy. Trời ơi, mối chặt luôn á. Mà ông á, ông muốn lấy cái quần của bà ông nói mẹ đi, tôi lấy cho còn nói rồi tôi. Cái quần này lấy ở đâu trong thau giặt đồ hay gì? Trên xào phơi đồ, hôm qua phơi có cái quần với lại cái mền này. Mà kiếm cái quần kia là không thấy, lấy có cái quần này hả? Cái quần kia quần gì? Cái quần kia quần gì? Cậu Bảy lấy cho cậu Bảy chứ lấy cho con đâu. Tao mượn mày lấy cho tao. Trời là trời, hết chuyện rồi. Khoan nó để nó khai coi. Đây chứ. Đây chứ mỗi lần cái có chuyện gì cũng vậy, cậu Bảy kêu không? Mày lột cái quần mày ra. Ừ, hay lấy cái câu đó. Hay lấy cái câu đó mà. Cái thôi. Lấy lột quần ra. Thằng này hối suối nè. Nhưng mà thằng này thông minh thì chứ bộ, mình kêu cứ lột quần mình ra là nó biết mình khoái quần nó đòi lấy quần mẹ. Trời ơi trời ơi, ta lại mày à, cậu cháu mày biến thái. Lấy cho cậu nữa con. Cái đó là cái câu nói người ta lột cái quần ra thôi ba ơi. Cái đó là cái câu nói người ta lột cái quần ra thôi ba ơi. Mày lấy cho tao làm gì? Tao không đủ hả? Ai mà biết. Tự ông cần cái quần. Con cười nó trời trời. Ôi trời. Hèn gì sáng không kiếm cái quần không thấy. Cậu phải lấy cái quần. Trời ơi trời. Con không ngờ cậu cháu. Thôi. Thôi. Tao với lấy cái mền thôi. Lấy cái mền đó, lấy cái mền, lấy cái mền thôi. Trời ơi là cái mền. Quá cái quần đừng. Nó lại ăn vậy. Hai quần này. Lấy cái quần lấy đổi đầu của tao hả? Hả? Mày tao làm cái đó thì lấy quần tao đổi đầu gì á. Trời ơi là trời. Nói chuyện nữa lấy cái quần. Lấy cái mền thôi rồi coi lấy cái quần chi trời không biết nữa. Dạ hai mẹ con Thường Cần chào cô chú chị mình nha. Dạ hai mẹ con em chào khán giả nha. Chào cả nhà mình. Thì hiện tại trên tay mẹ Thường Cần á là đang cầm một cái hộp dầu gió Singapore nha cả nhà. Thường Cần vừa nhập 4 thùng lớn dầu gió Singapore về cho cả nhà mình nha. Thì cả nhà mình khi mà nhận hàng á thì kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Dầu gió Singapore này á là chỉ một nắp thôi nha cả nhà. Có nghĩa là mình dặn ra cái nắp nó ra bình thường chứ không phải là hai nắp nha. Hai nắp là dầu của Mỹ nha cả nhà, còn đây là dầu Singapore. Dầu Singapore này sức rất là êm, cực kỳ thơm hơn dầu của Mỹ rất là nhiều nha cả nhà nha. Cả nhà mình cứ mua thử một chai sử dụng, nếu như đúng như lời em nói thì cả nhà mình ủng hộ tiếp nha, còn không thì cứ quay ngược lại phản ánh với Thường Gồm nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Còn đây, đây là tiêu khô cả nhà, đây là tiêu khô, đây là tiêu khô nhà ông Tám nha cả nhà nha, cây nhà lá vườn luôn cả nhà. Tiêu khô này là loại 1 nha, lựa ra tất cả các hạt to, hạt chắc, còn những hạt lép là đều bỏ hết nha cả nhà nha. Đây là tiêu khô, cả nhà mình mua về để dành nè, kho thịt, kho cá hoặc là nấu canh với lại là nấu cháo cả nhà. Về giờ vô mùa mưa rồi, mình ăn tiêu khô là để nấu cháo để giải cảm nữa cả nhà. Thì Thượng Gồm có dán một cái tem trên đây, cái tem này á là ghi tên kênh của Thượng Gồm và ghi những sản phẩm Thượng Gồm bán, và cũng như là có cái mã quét Zalo cả nhà nha. Cả nhà mình khui hàng ra lấy cái Zalo quét cái mã này lên cái Zalo của Thượng Gồm, đúng cái Zalo của Thượng Gồm thì cả nhà hãy nhận hàng nha, còn không thì cả nhà mình không nhận hàng trả về để tránh bị lừa gạt cả nhà nha. Còn đây Đây là mật ong, đây là mật ong ruồi cả nhà. Thì Thượng Gòm vừa lấy về và vừa đi lấy mật ong về, và Thượng Gòm vừa vắt ra luôn đó cả nhà. Mình thấy không, bên góc tay phải của cả nhà mình thì Thượng Gòm đang vắt mật ong. Thượng Gòm vừa vắt ra xong thì cả nhà mình nhìn cái màu mật ong đi, cực kỳ vàng, cực kỳ đẹp, cực kỳ óng ánh luôn nha. Khi mà Thượng Gòm vừa vắt ra thì Thượng Gòm châm vào chai á, thì cái chai cả nhà mình thấy không, có cái hơi ga nè, nó sẽ nổi bọt lên nha. Nhưng mà cái bọt này nó sẽ tan dần, thì tầm vài tiếng nó sẽ tan mất đi nha cả nhà nha. Nên cả nhà mình yên tâm. Cái bọt này cũng là cái mật đó cả nhà, chứ không phải là cái gì đâu. Bọt là mật đó, thì tí xíu nó sẽ tan nha. Mà khi cả nhà mình nhận hàng á thì sẽ nhận bằng những cái chai nhựa nha cả nhà. Tại vì Thượng Gòm gửi chai nhựa đi, thứ nhất là sợ nó bị va chạm, nó bị bể cả nhà. Còn khi cả nhà mình nhận được mật ong thì cả nhà mình chết cái mã vạch xong, đúng Zalo Thượng Gòm xong thì cả nhà mình ra chợ nha, mua cái chai sành này nè. Cả nhà mình lấy mật ong để vào chai sành, rồi cả nhà mình để ở ngoài xài 2-3 năm không vấn đề gì cả nhà. Rất là ok luôn. Đó, đây là mật ong ruồi cả nhà nha. Tại vì bây giờ là đang vô mùa mưa rồi, cho nên là Thượng Gòm không đi rừng lấy mật ong khoái trong rừng nữa. Thì trước giờ là Thượng Gòm vào trong rừng sâu để lấy mật ong rừng, mật ong khoái. Mà giờ vô mùa mưa rồi thì mưa nó sẽ làm loãng mật ong đi, thì mật ong của mình sẽ không còn chất lượng như lúc mà mùa nắng nữa. Nên Thượng Gòm đã ngưng vào trong rừng sâu rồi. Thượng Gòm về đây thì Thượng Gòm đi xung quanh nhà, đi những cái đồi mà trên đồi cây đều rồi cả nhà, rồi xung quanh rẫy nè, rồi những cái bụi gai bụi gặm á, thì mình sẽ tìm những cái tổ mật ong ruồi này để mình lấy bán cho cô chú anh chị mình nha. Mật ong ruồi này đặc biệt là cực kỳ ngon cả nhà, tại vì nó 5 ổ, nó 4 ổ, 10 ổ thì phải được 1 lít cả nhà. Đây là mật ong ruồi cả nhà, chất lượng nó cực kỳ tốt nha cả nhà nha. Nên cả nhà mình ai cần mua để về là uống để trị đau bao tử nè, rồi hoặc là ngâm với lại là bông đu đủ đực để trị bệnh cả nhà, thì nhanh tay liên hệ với Thượng Gòm nha. Tại vì không có nhiều đâu cả nhà, chỉ có ít thôi. Cái này tầm khoảng nửa tháng, 1 tháng này cũng hết rồi cả nhà, nên cả nhà mình tranh thủ nha. Còn tiêu khô này thì quanh năm cả nhà, tại vì nhà ông Tám đã phơi khô lại rồi, nên cả nhà mình cần cái liên hệ với Thượng Gòm, gọi điện cho Thượng Gòm, một là gặp Thượng Gòm, hai là gặp người nhà Thượng Gòm nha. Số điện thoại thì Thượng Gòm để trên màn hình là 0398401447 nha cả nhà. Còn đây là cà phê nấm men làm gầy của bé Thương Xúc Xích bán cả nhà nha. Thì sẵn đây Thượng Gòm có quảng cáo cho bé Thương luôn. Thì cái cà phê này, cái hộp cà phê nè, nó có là 12 gói nha cả nhà. Một hộp có 12 gói thì mình uống trong vòng 12 ngày liên tiếp, uống trước bữa ăn sáng 30 phút cả nhà nha. Phụ nữ của mình á thì sẽ giảm rất là nhanh, còn thanh niên đàn ông như Thượng Gòm á, nếu mà bụng bự này kia các kiểu á thì uống là sẽ nó giảm chậm hơn, và uống phải nhiều hộp hơn nha cả nhà. Đây là sự thật cả nhà, nhìn đó, hai lúc trước là cái bụng rất là bự, có ngấn nha cả nhà, nhìn nè, đó. Bây giờ mất cục mỡ rồi, Tết này là không có thịt để kho mỡ ăn cả nhà. Đây là minh chứng nha cả nhà, đây là minh chứng mẹ Thượng Gòm cũng đã có sử dụng rồi, nên là cái bụng bây giờ là mất cục mỡ này cả nhà. Mẹ Thượng Gòm mới sử dụng có 1 hộp nữa nha cả nhà, chỉ có 1 hộp thôi đó mà mất luôn cục mỡ rồi. Thì cả nhà mình ai cần sử dụng cà phê nấm lên men làm gầy thì liên hệ bé Thương Xúc Xích, hoặc là liên hệ trực tiếp Thượng Gòm cũng đều được nha cả nhà nha. Để có gì Thượng Gòm với bé Thương sẽ tư vấn cả nhà mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì Thượng Gòm xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị mình trong suốt thời gian qua đã luôn mua hàng ủng hộ gia đình Thượng Gòm, cũng như là xem clip ủng hộ gia đình Thượng Gòm nha. Còn bây giờ thì xin phép cảm ơn cả nhà mình, hẹn gặp lại cả nhà mình clip tiếp theo. Bye cả nhà mình.